Lên tre được làm từ những cây tre già, có vỏ xanh thẳm, bóng láng. Các nan tre với độ dày hơn 1mm được đan lát với kiểu hình caro bàn cờ để mang lại độ chắc chắn. Những tấm phên tre được đan lát kỹ lưỡng tinh xảo, được sử dụng để trang trí mang lại sự độc đáo cho công trình của bạn. Với khả năng chịu nhiệt cao cùng sức bền dẻo dai, phên nan tre thường được sử dụng thiết kế hàng rào, trần nhà, vách tường hay mái tre nhằm tạo bầu không khí mát mẻ. Nhiều công trình áp dụng các tấm phên từ tre được trang trí đang thu hút phần lớn khách hàng. Có thể kể đến như các quán cà phê sân vườn, resort, homestay. Đây có thể sẽ trở thành xu hướng kiến trúc mới trong tương lai. Tre lá Đạt Thành chuyên bán phên tre giá rẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Giá dao động từ 110.000 đến 130.000 một tấm và sẽ phụ thuộc vào số lượng, kích thước và quãng đường vận chuyển. Hàng luôn có sẵn tại kho và số lượng lớn và cam kết giá bán luôn tốt nhất trên thị trường. Quý khách có nhu cầu đặt hàng hoặc cần được tư vấn báo giá phên tre nứa vui lòng liên hệ số điện thoại 0797 113399 0703 73 7777.